cái mẫu than hoạt tính gạo dừa các bác nhé, một loại tốt và một mẫu than kiếp chất lượng. Thì bây giờ em sẽ làm cái video tiết để so sánh hai cái mẫu than này để các bác biết và tránh cái trường hợp mình mua phải cái than hoạt tính kiếp chất lượng về lọc nước nó sẽ không sạch và không đảm bảo từ cái độc tố trong nước cho mình nhé. Thì có nhiều bạn hỏi em là tại sao mà em cũng bỏ cái vật liệu công nghiệp Dung Anh đấy, cũng làm các khoảnh cát như vậy mà khi mà lọc nước thì nó lại không sạch và cái độ sạch nó không đảm bảo. Thì cũng rất nhiều video em nói rồi, nó có rất nhiều chỉ là nguyên nhân các bạn. Cái nguyên nhân thứ nhất là cái nước của các bác nếu dùng giếng khoan mà nhiễm sắt nặng thì các bác phải lọc qua bồn trung chuyển thì nó mới sạch được. Còn nếu như mà các bác nhiễm sắt nhẹ bình thường đấy thì các bác lọc nó có thể hết được. Nếu nhiễm sắt nặng thì các bác nhớ lưu ý cho em là mình phải lọc qua bồn trung chuyển các bác nhé, tức là mình bơm lên để cái nước nó nhiễm sắt 2 và cái độ kiềm nó cao thì nó kết tủa, nó chuyển sang thành cái sắt 3 đi các bác, nó chuyển sang thành cái sắt 3, xong đó mình sẽ đưa vào mình lọc thì nó sẽ sạch, tức là nguồn nước của mình nó được oxy hóa rồi thì mình lọc nó sẽ sạch cho các bác. Và nếu mà cái nước nhiễm sắt của các bác mà ở giếng đào thì các bác lọc nó sẽ sạch hơn giếng khoan nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái giếng đào là nó đã được bóc tách phân tử, nó được thoát khí các bác, còn cái giếng khoan của các bác là nó kín khí, còn cái giếng đào của mình là cái diện tích nó rộng á, cho nên là các cái oxy nó được kết tủa với nước rồi, cho nên là mình lọc nó sẽ sạch hơn cái giếng khoan đấy. Thì mình có thể lọc trực tiếp được ở cái trường hợp nặng, còn cái trường hợp giếng khoan thì mình chỉ lọc trung bình thôi. Thì như ở giếng khoan thì các bác lọc thì cái độ sạch nếu mà nhiễm nặng thì nó chỉ được khoảng độ 60-70% thôi đấy. Còn nếu như mà cái trường hợp mà nhẹ thì các bác lọc nó hết được. Hoặc cái giếng đào thì các bác nếu mà nhiễm nặng mà các bác đừng đại kín cái giếng đào, các bác để cho nó thoát hơi thoát khí ra thì mình dùng nó sẽ tốt, và khi mà các bác đưa qua cây lọc đó, thì lọc nó vẫn hết được. Và bây giờ em sẽ so sánh cái than hoạt tính này để các bác xem và không lấy phải cái than kiếp chất lượng nhé. Và các bác thấy đây là hai cái mẫu than hoạt tính gạo dừa. Thì các bác nhìn cái chất lượng than này đấy, hai cái mẫu than này khi mình nhìn qua mắt thì nó giống hệt nhau đấy nhá. Nhưng mà các bác thấy này, đây cái này là cái than mà nó kiếm chất lượng, cũng là dạng than mảnh, nhưng mà các bác này đấy, khi em sờ vào nó bám vào tay này, các bác thấy không đấy. Và các bác thấy cái than này mà em bủa vào đấy, nó dính vào tay này. Còn cái than bên đây là than tốt nhá, đây các bác, đây cái than tốt thì nó rất chi là sạch đấy các bác, như tay em này, này. Đấy, em bốc lên này, không, các bác thấy nó không bao giờ nó dính vào tay, bởi vì cái than này á đã được người ta đưa qua, người ta tua qua cái nhiệt độ cao rồi, cho nên cái than này nó rất chi là sạch. Và các bác nhìn cái than nó cực bóng luôn, đúng không, nó bóng mà nhìn nó sạch. Thì nếu bình thường á thì khi mà các bác đi mua á mà các bác không được kiểm tra than thì các bác có thể dùng cái phương pháp đơn giản nhất là các bác nhìn vào cái than á, thứ nhất là cái hạt nó đều, và cái thứ hai là nhìn cái than hoạt tính của mình á, cái độ bóng và nó sáng than hơn. Và các bác khi mà các bác lấy tay các bác bốc cái than lên này, các bác kiểm tra cho em là cái tay của mình nó rất sạch, nó không bị các cái mạt bẩn của than nó bám vào đây, đúng không, đây đấy. Thì như thế này á, là cái than này các bác về các bác bủa vào nước các bác lọc á thì nó mới chịu được và nó mới được lâu dài. Tức là cái than này khi mà người ta tua qua cái đời nhiệt độ cao rồi thì khi các bác cái nguồn nước của bác chạy qua nó sẽ không bị bào mòn cái than này, đúng không, và nó sẽ không bị, cái than này nó sẽ không bị kiểu bị thôi theo cái nguồn nước á. Còn như cái than chất lượng kém này các bác nhìn này, thì đây nhá, cái tay em này này, các bác thấy em bốc lên này đấy, các bác thấy không, đây đây các bác thấy nó rất chi là bẩn, đúng không ạ. Và các bác nhìn này, các bác thấy nó bụi không, đây đây rất chi là bẩn các bác nha. Cái than này là cái chất lượng than của nó cực kỳ chi là kém luôn các bác ạ. Thì đây các bác nhìn thấy tay em này, đây tay em bốc sau khi bốc than này, các bác nhìn này, đây nó cực bẩn luôn các bác. Thì khi mà các bác đi mua than mà các bác không được thử qua nước để biết được cái độ hoạt tính của nó cao hay không thì các bác có thể kiểm tra bằng cái cách là nhìn cái than xem nó có bị bẩn hay không. Và khi mà các bác bốc nó lên tay á, nó có bị bám cái mạt bẩn nhiều như vậy không. Thì đây cái than này này, thì các bác thấy này, đây cái mạt nó rất chi là nhiều. Thì khi mà về á, các bác sử dụng các bác chua qua nguồn nước á, thì cái than này người ta chưa tu có cái nhiệt độ cao và người ta lấy cái than kiếp chất lượng á, thì khi mà các bác lọc nước á, thì cái than này nó dễ bị bào mòn theo thời gian,
đúng không ạ? Thì khi mà nó bị bào mòn thì các cái thôi này nó sẽ thiêu cái nguồn nước và nó ra ngoài, thì mình sử dụng lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó sẽ không tốt cho các bác đấy. Và cái thời gian sử dụng than này nó sẽ không được lâu. Với bình thường cái than tốt thì các bác có thể dùng, các bác bảo quản tốt thì các bác dùng có thể là 3 đến 5 năm cũng được. Nhưng mà cái than dởm này nếu mà các bác dùng 3 đến 5 năm thì khi các bác tháo ra để ở trong cái than này, này các bác thấy than nó rất chi là nhớt và nó bị bào mòn đi rất chi là nhiều. Hầu như ví dụ ngày xưa các bác đổ 10 kg, các bác dùng một thời gian thì các bác thấy cái than này nó bào mòn đi. Bởi vì quá trình là cái than này nó chưa tu qua nhiệt độ cao á, cho nên là nó sẽ bị bào mòn đi rất chi là nhiều. Và đây là cái than tốt, thì các bác thấy than tốt này khi em bốc lên em thả xuống ấy, nó không có bụi bẩn gì đâu nha các bác ấy. Đây nó không có cặn bẩn, nó rất chi là sạch. Và bây giờ em sẽ lấy cái than của hai thứ than này, em bỏ vào hai cốc nước và em rút nước vào để các bác xem cái độ hoạt tính của như thế, hai loại than này như thế nào nhá. Đây là cái loại than tốt này. Đây, cái than tốt em sẽ bỏ bên đây. Đây các bác. Đây là cái than tốt và đây là cái than xấu nhá. Đây. Đây các bác thấy em bủa này nó bụn kinh không? Đây. Các bác nhìn thấy hai cái chất than này khi mà em bủa qua cái chai á, các bác nhìn thấy nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Đây. Đây các bác nhìn cái than mà kiếm chất lượng này. Bên đây là cái mụn bẩn. Đây. Còn cái than này khi mà em bủa vào cái chai này, các bác thấy nó rất sạch, nó không có cặn bẩn, nó không bao giờ nó bám vào cái vỏ chai. Và cái bên than kiếm chất lượng này nó bám vào cái vỏ chai. Và bây giờ em sẽ rót nước vào hai cốc này để các bác xem cái độ hoạt tính của như thế nào nhá. Thì ở đây là cái gô nước này em đã chuẩn bị sẵn. Ở đây sẽ em sẽ rót vào cái bên đường cái than hoạt tính tốt cho trước cho các bác xem nha. Đây là cái bên than tốt này. Đấy thì cái than này khi các bác thấy em rót vào thì cái phần than này á nó được chìm ở dưới, các bác thấy không ạ? Đây. Đây. À, nó đang xúc tác ở, các bác thấy cái bọt khí li ti nó đang nổi lên đấy. Các bác thấy không ạ? Đây. Là nó đang xúc tác và cái nó sẽ sinh ra, nó sùi khí tăm lên. Các bác thấy cái khí tăm nó sùi lên rất chi là nhiều. Đúng không? Và các bác thấy ở cái mặt trên này này. Đây cái mặt trên thì cái phần khí bọt nó vẫn sùi lên và cái phần than này á nó nổi lên rất đầy bên trên rất là ít. Và đây sau đây em sẽ rốt vào cái than kiếm chất lượng cho các bác xem nha. Đây. Và em sẽ rốt nước vào cái phần than kiếm chất lượng này các bác. Đây các bác thấy không? Đây. Đây. Cái than này về cái phần than kiếm chất lượng thì em rót vào này các bác thấy này. Cái chai nước của em nó chuyển sang màu đen luôn các bác. Đâu. Đây nó chuyển sang màu than luôn. Không còn nhìn thấy rõ nước nữa các bác. Và các bác nhìn thấy cái phần trên này. Đấy. Cái phần trên nó nổi lên các cái mặt than cực nhiều luôn các bác. Đây. Đấy cực nhiều luôn các bác nha. Vì cái than này á là người ta chưa tua cái chất độ, cái nhiệt độ cao. Và cái than này á là cái than kiếm chất lượng, cho nên là các bác thấy về cái phần mạt này. Đây nó lên rất chưa nhiều. Nó nổi lên đó các bác. Nó giống như kiểu là chấu lúa của mình á. Ví dụ cái lúa chắc thì các bác bỏ vào nước các bác ngâm thì nó không bị nổi. Còn cái lúa liếp thì các bác ngâm là nó nổi lên rất chi là nhiều. Và các bác nhìn hai chất lượng hai cốc nước nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Đây các bác nhìn cái chất lượng của hai cốc nước, một cái loại than tốt và một cái loại than kiếm chất lượng, thì các bác nhìn nó khác nhau hoàn toàn. Chính vì vậy mà các bác nên mua cái than tốt để các bác bỏ vào cái kê lọc thì nó sẽ hiệu quả hơn.
và mình lọc nó sẽ sạch, cái độ lọc, cái độ hoạt tính của than nó vẫn đảm bảo. Thì các bác thấy đây là cái than mà em đổ nước lâu vào, đây là rất lâu rồi nhưng mà nó vẫn còn sùi khí lên các bác nha. Đây hát theo đây. Đấy, nó vẫn sủi khí lên. Và cái than ở bên đây, cái than kém chất lượng này, các bác thấy không? Màu nó đen hoàn toàn luôn. Cái than này nước nó vẫn trong các bác nha. Này, nước nó trong. Và cái bọt khí nó sủi lên rất chi là nhiều các bác ạ. Còn cái than này thì em cũng không biết là chuột bọt khí có nó sùi lên được không các bác. Vì bủa vào cốc nước nó điên điên ngào như thế này thì mình nhìn mình không thể phát hiện ra được. Đấy thì các bác có thể xem video và chia sẻ để mọi người biết đến. Để mình mua cái than hoạt tính á, rau dừa nó được cái than tốt và nó không bị cái than dởm rẻ tiền. Và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái chất lượng lọc nước của mình. Thì ở đây là cái thí nghiệm mà em làm để các bác có thể tham khảo và sử dụng cái than nhà mình khi mà mình mua lọc nước á, nó được cái than kém chất lượng, tránh bị cái trường hợp mà mua về cái than kém chất lượng. Thì qua đây thì mong rằng các bác hãy xem, hãy luôn luôn đăng ký kênh Trường Dâu và chia sẻ để ủng hộ Trường Dâu nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video, chúc các bác nhiều sức khỏe nha.